Sự đáng sợ của Akainu khi thức tỉnh sức mạnh trái quỷ. Kể từ khi khái niệm thức tỉnh trái quỷ được làm rõ, chúng ta biết được không có một hình dạng nào cố định hoàn toàn cho sự thức tỉnh. Khả năng đặc biệt này chỉ được kích hoạt khi người dùng đạt đến mức cực đại của sự thông thạo trái quỷ mình đang sử dụng, giống như linh hồn của kiếm hòa chung với chủ nhân của nó để trở thành một thanh hắc kiếm. Khi này, cấp độ sức mạnh của trái quỷ sẽ được nâng lên một bậc với những chiêu thức cực kỳ đáng sợ. Luffy là một ví dụ điển hình với sức mạnh truyền thuyết mang tên Thái Dương Thần. Bản chất của trái quỷ này là người cao su, mang đến sự co giãn một cách tự nhiên đến mức lố bịch cho người sử dụng trước mọi tác động. Thức tỉnh cũng cho thấy được những ảnh hưởng của trái quỷ lên môi trường, vật thể xung quanh và cả những sinh vật sống, thậm chí là con người. Nếu như năng lực đáng sợ một chạm như là Bunny, Sugar hay Kuma để được cấp độ thức tỉnh mà không cần chạm vào thì đúng thật sự là một cái nỗi khiếp đảm với cả thế giới. Hai trái quỷ tăng trưởng mang tên là Zuku-Zuku-Nomi của Shinobu được thức tỉnh thì trái đất có thể nằm trên bờ vực của sự diệt vong với tốc độ tăng trưởng đến mức hủy hoại của tất cả các vật thể. Tuy nhiên, Tết Giao Đai sẽ biết cách kiềm chế những dạng sức mạnh đặc biệt khiến cho mọi thứ được nằm trong vòng an toàn, đặt những sức mạnh quan trọng vào trong cốt truyện. Điển hình như Luffy với trái người cao su tưởng chừng như rất đơn giản thì lại là một năng lực thức tỉnh để trở thành Joy Boy trong truyền thuyết, người đã che giấu kho báu của mình trong thế kỷ trống bằng chính năng lực cao su. Khắc chế người cao su, chúng ta có được trái Yami vô hóa tất cả sức mạnh của các trái quỷ. Nếu trái quỷ này đạt cấp độ thức tỉnh thì quả thật là khắc tinh của tất cả những kẻ ăn trái quỷ dù không cần chạm trực tiếp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy được trái quỷ Magu, Magma của Akainu cũng là một sức mạnh đáng sợ khắc chế người cao su. Còn tại sao thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ở trong video này. Nó đáng sợ hơn cả trái Zon thần thoại của Kaido. Hy vọng rằng anh em sẽ không quên để lại cho mình một like video, một đăng ký kênh để chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới cột mốc quan trọng tiếp theo là 20.000 thành viên gia nhập bạn nha. Và xin chúc mừng hai bạn Hữu Ngọc Nguyễn và bạn Hy Trịnh đã may mắn trúng được phần thưởng của tuần này, đó là hai hộp gồm 20 thẻ nhân phẩm One Piece. Các bạn vui lòng liên hệ mình thông qua Facebook, mình để link trong phần mô tả để cung cấp địa chỉ và số điện thoại nha. Mình sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bạn hoàn toàn miễn phí luôn. Sự kiện tặng thẻ vẫn tiếp tục diễn ra. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi ủng hộ Bình Red nha. Quay trở lại với nội dung của video. Dung nhau là một thứ sức mạnh đáng sợ cực kỳ trong One Piece. Chính sức mạnh này đã khiến cho Ace, anh trai của Luffy, thiệt mạng tại Marineford. Trái quỷ hệ Logai được cho là cung cấp sức mạnh vô địch, giúp người dùng có khả năng phân tách cơ thể để miễn nhiễm với bất kỳ đòn tấn công thông thường nào không dùng Haki. Nghĩa là trong số những hải quân, nếu dưới cấp bậc phó đô đốc sẽ không thể bắt được hải tặc ăn trái Logia, mà phó đô đốc cũng rất khó để bắt được vì đa số người dùng hệ Logia là cực kỳ mạnh mẽ. Haki ở cấp độ thấp thì cũng không thể gây được khó dễ dành cho họ. Điển hình như Akainu, tại Marineford, cuộc tổng công kích của Marco Wista thuộc băng râu trắng chứa Haki xuyên thẳng qua người của Akainu mà không để lại bất kỳ một thương tích nào. Đây là một trong số những năng lực đặc biệt chỉ duy nhất hệ Logia mới có. Sự phân tách bá đạo khi người dùng đủ mạnh và Haki quan sát, né tránh được những đòn tấn công, kể cả bằng Haki. Ace cũng được cho biết là người có Haki quan sát, nhưng khi đối đầu với Akainu, anh ta cũng không thể nào tránh được, cho thấy cấp độ sức mạnh của Akainu rất lớn. Sự khắc chế trái quỷ đã khiến dung nham thiêu đốt lửa dẫn đến một lỗ hổng lớn ở trên cơ thể của Ace, dẫn đến cái chết. Sau đó, Akainu cũng đã dùng chính sức mạnh dung nham tấn công từ phía sau Shinbei để xuyên thủng qua Haki cứng cáp của cụ Thất Vũ Hải, gây vết bỏng lớn cũng mới tạo ra vết cháy trên ngực của Luffy trong khi cố gắng tẩu thoát. Sau khi được lo chữa thương, Luffy mặc dù sở hữu trái Zon truyền thuyết có được khả năng hồi phục bá đạo, cũng không thể nào hồi phục được vết sẹo do dung nham gây ra. Nếu các bạn để ý lại từ đầu One Piece đến nay, ngôi vết sẹo trên mắt của Luffy gây ra trước khi ăn trái quỷ thì cậu ta hoàn toàn không có thêm bất kỳ một vết thương nào khác, dù cho nó bị cắt bởi Kuro, bị dính đầy thương tích bởi gai nhọn của Don Ries, vì vết cắt đó vẫn lành trở lại và không hề có bất kỳ một vết sẹo nào. Ngay cả khi cậu ta bị nhốt trong cuốn sách Mondor, bị ghim bởi đinh đá biển, cố gắng thoát ra bằng cách xoắn tay cao su của mình lại đến mức cho đôi tay sắp bị đứt lìa, chảy máu đầm đìa thì vẫn lành lặn sau đó. Hay là bị Kizaru đá, bắn xuyên cơ thể bằng ánh sáng thì Luffy vẫn cho thấy được sức hồi phục phi thường của mình, không để lại bất kỳ một vết sẹo nào. Nhiễm độc của Ma Sinh Lăng cũng không bị bỏng cơ thể, đúng thật chỉ có thể là do trái quỷ truyền thuyết này có khả năng chữa thương bá đạo, chứ một người bình thường không thể nào đạt được tốc độ hồi phục đó. Nhưng lại chỉ duy nhất vết thương của Akainu là khiến cho cậu ta nhức nhối, chứng tỏ được dung nham là thứ sức mạnh khắc chế ác liệt nhất đối với người cao su, mà dường như chỉ có loại năng lực này là gây tổn hại được cho Luffy một cách vĩnh viễn. Một hé lộ được tác giả Oda đưa ra trong trận chiến tại Wano giữa Kaido và Luffy liên quan đến dung nham có thể nhiều người sẽ không quá bận tâm, nhưng hãy thử xem xét một cách tỉ mỉ hơn, chúng ta sẽ thấy được điều đặc biệt. Kaido hoàn toàn không dùng hình dạng hỏa long đại cự, tức là rồng dung nham, cho những phút đầu tiên của trận đấu mà để ở sau cùng. Điều này cũng đơn giản để hiểu vì trong một trận chiến cần đi theo thứ tự sức mạnh, từ căn bản trước đến nâng cao sau. Ở giây phút cuối cùng, Luffy phát triển được nắm đấm khổng lồ sau một thời gian tụ khí. Cú đấm này chứa đựng Haki cấp cao giúp cậu ta không cần chạm vào đối thủ, vẫn gây ra được hiệu quả sát thương, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Kaido dùng trạng thái mạnh nhất, rồng dung nham đối đầu trực diện, và dĩ nhiên Kaido đã thua mà không có một chút hiệu quả lớn nào trong dạng sức mạnh của dung nham, ngoài việc khiến cho Luffy buông tay ra khỏi cơ thể của lão.
Trước đó thì Luffy dù bị Kaido dùng chì chặt tay, dùng đao gió chặt cho tí máu thì cũng nhất quyết không buồn, mà chỉ khi bị dung nham thiêu đốt thì mới buồn. Nó cho thấy Zone Thần Thoại cũng có thể sử dụng được sức mạnh của nguyên tố Logia, nhưng không đạt được hiệu quả sức mạnh như năng lực Logia gốc. Điểm này dường như chính là khả năng đặc biệt của Zone Thần Thoại khi mà được thức tỉnh. Theo những gì được cung cấp, mỗi trái Zone khi thức tỉnh sẽ mang đến cho người dùng khả năng chịu đựng bền bỉ, tốc độ hồi phục siêu tốc. Nhưng với một cái Zone Thần Thoại thì cấp độ thức tỉnh của nó phải đặc biệt và cao hơn so với thông thường. Kaido với bộ kỹ năng đó, sức chống chịu và độ trâu bò đó thì có thể cho rằng lão đã thức tỉnh. Một tứ hoàng siêu trái quỷ không thể thua cả một con súc sinh trong Ibidao về mặt phát triển tối đa của một trái quỷ được. Kaido siêu trái thanh long thần thoại được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất trên thế giới với khả năng sử dụng được những yếu tố hệ Logia như là gió lốc, lửa và cả dung nham. Dung nham chính là biểu hiện độc đáo từ thức tỉnh trái Zone Thần Thoại này của lão. Khả năng chịu đựng nhiệt độ khủng khiếp từ dung nham khi tỉnh táo cho thấy được Kaido có một khả năng đặc biệt hơn so với những sinh vật khác. Nếu ném một người ăn trái hù cao cổ, một con sói hay một con báo vào trong dung nham thì bạn nghĩ sao về khả năng sống sót của nó? Đến xương còn tìm không ra chứ nói chi là sống sót. Dựa trên những điểm này cho thấy được dường như dạng hỏa long đại cự đó chính là sức mạnh thức tỉnh bọc cơ thể trong dung nham nhưng không bị ảnh hưởng bởi độ nóng. Đây là lý do lớn khiến cho người hâm mộ tin rằng Kaido chưa chết, bởi bọc trong dung nham còn chịu đựng được thì rơi xuống hố dung nham làm sao mà chết cho được. Nhưng mà khi rơi xuống núi lửa, Kaido đã bị mất đi ý thức, không thể vận dụng bất cứ một năng lực nào khác khi bị hồn mời. Lúc này Kaido chẳng khác gì một người bình thường đâu các bạn ạ. Như đã nói, khả năng sử dụng dung nham của Kaido rất hạn chế. Lão không thể tạo ra được dung nham như là trái Magu của Akainu trong phạm vi rộng lớn. Nó chỉ đủ bao phủ lấy cơ thể rồng và phóng đại diện rồng lên. Akainu cho thấy được phần nào đó sức mạnh thức tỉnh của trái quỷ thông qua trận chiến 10 ngày đêm với Aokiji. Bình Hazard đã bị chia làm hai phần, một phần với núi băng bao phủ, phần còn lại là magma và núi lửa. Chúng ta chỉ nghe được thức tỉnh hệ Paramecia và Zon, nhưng chưa từng nghe được thức tỉnh hệ Logia, mà biểu hiện của thức tỉnh trái quỷ là tác động đến môi trường để biến đổi. Dù trái Ito của Doflamingo tác động đến những tòa nhà để biến chúng thành tờ, Katakuri biến mặt đất thành mochi, hay Luffy biến mọi thứ thành cao su. Có thể sức mạnh của Paramecia và Zon là trong tức khắc, còn thức tỉnh trái Logia sẽ biến đổi vĩnh viễn môi trường, tạo ra không gian chiến đấu mang yếu tố của trái Logia đó là điều kiện hoàn hảo nhất. Những đối thủ ở trong phạm vi của trái Logia sẽ nhận lấy những bất lợi rất lớn trong lúc giao tranh. Logia khác biệt so với những hệ khác là ở chỗ đó. Nếu Akainu thức tỉnh trái quỷ của mình thì ông ta sẽ biến mọi thứ xung quanh trở thành dung nham, mang nhiệt độ thiêu đốt khủng khiếp. Hầu như tất cả những người bình thường không chịu nổi nhiệt độ này, và đến cả một người cao su được mệnh danh là Thái Dương Thần như Luffy cũng không thể an toàn, vẫn bị thiêu đốt bởi dung nham thì rất khó ai lành lặn trong chiến trường dung nham. Đến thời điểm này, ngoài việc tác động vĩnh viễn đến môi trường ra, Tezuka Oda chưa tiết lộ thêm những kỹ năng đặc biệt khác từ trái quỷ hệ này. Chắc chắn sẽ có thêm một số kỹ năng đặc biệt trong chiến đấu nữa thì mới gây ra yếu tố bất ngờ. Trận chiến của Akainu với Luffy có thể xảy ra, hoặc cũng có thể là giữa Akainu với Dragon, vì chúng ta cũng thấy được sự cay cú của Akainu trong trận chiến Marineford khi liên tục gọi tên Dragon là như thế nào. Có thể sẽ có một cuộc chiến thức tỉnh của trái Logia được thể hiện rất rõ trong tương lai, vì thế năng lực này đã bị giấu đi cho đến hiện tại trong One Piece. Dĩ nhiên nếu so sánh với Kaido thì thức tỉnh trái Logia Magma không mang đến khả năng thể chất bền bỉ hay hồi phục siêu tốc được, mà ngược lại Akainu sẽ tạo ra được dung nham với diện tích và độ nóng lớn hơn. Kèm theo đó là bộ kỹ năng thức tỉnh đặc biệt khác chưa được tiết lộ. Luffy được giao chiến với rồng dung nham bằng sức mạnh Haki cấp cao, chính là mấu chốt cho thấy nếu như Haki đủ mạnh sẽ không còn phải sợ dung nham của Akainu nữa. Chính với thương trên ngực là điều khiến cậu ta nhức nhối nhất, cộng với cái chết của anh trai trong tay Akainu, lật đổ hệ thống công lý vô nhân tính của Akainu sẽ có thể diễn ra. Nhưng liệu Luffy có phải là người giao chiến với Akainu hay không? Anh em có cho rằng sẽ có một trận chiến giữa cả hai nhân vật này hay không? Hãy bình luận ngay ở dưới video này để chúng ta cùng nhau tham khảo nha. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều.